Chìm rồi các bạn ơi. Chìm rồi, chìm rồi. Xong. Chìm mà nhưng mà mình lụm lên vẫn chạy được nha các bạn. Mình không cần phải xúc rửa bình xăng con hay là thay nhớt mới gì nha các bạn. Hello, chào các bạn đã quay lại với kênh Quang TV. Hôm nay mình sẽ dùng cái chiếc thuyền này mình chở nó khẩm thì chạy như thế nào nha các bạn. Mình đã sửa đổi lại cái động cơ. Rồi như hôm bữa chạy không tải mà nó vẫn bị nóng á các bạn. Hôm nay mình sẽ chở cái chiếc thuyền này khẩm rồi mình chạy thử coi nó như thế nào ha. Các bạn cùng xem video để hiểu coi mình sử dụng như động cơ gì mà nó chạy được vậy nha các bạn. Nào các bạn hãy cùng xem mình thử nha. Thử chạy không tải trước nha các bạn. Wow, các bạn thấy đã chưa? Ôi, các bạn nghe tiếng động cơ xiềng chưa? Đây. Mình chạy lại lần nữa nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ thử bằng cách là mình chở khẩm thử như thế nào nha các bạn. Bây giờ mình chở một cục đá thử coi sao nha các bạn. Wow, nước cà. Để mình hoành lại coi. Ồ, các bạn thấy đẹp không? Nước. Quá tuyệt vời luôn. Tí xíu nữa mình chạy cảm cảm chút xíu cho các bạn xem nha. Bây giờ trọng lượng mình đã tăng lên chút xíu rồi các bạn. Mình sẽ chạy cho các bạn coi nó khẩm khẩm này chạy như thế nào nha. Đây, nước sẽ ngập, ngập mỏ luôn rồi các bạn. Đẹp không các bạn? Để mình kiếm gì chở cho nó nặng thêm tí xíu nữa nha. Bây giờ mình chở thêm nữa nha các bạn. Đây, mình chở khá khẩm luôn nha các bạn. Các bạn nhìn thấy khá khẩm chưa? Ngập luôn.
ngập luôn cái con lươn luôn các bạn. Rồi bây giờ mình chạy nha. Giờ ra hình như mình thấy nó có cảm giác là bị nghiêng, để mình chỉnh lại cây, nghiêng về mé bên này, chạy kiểu này hơi quýu nha các bạn. Rồi bắt đầu xuất phát nha. Đây các bạn nhìn thấy không, cắm lè tè luôn á các bạn. Rồi mình chạy nha các bạn. Ô chạy cắm á. Ô nước cơ, không dám chạy mạnh các bạn ơi, chạy từ từ thôi. Ôi ôi ôi, chết rồi. Chìm rồi các bạn ơi. chìm rồi. Xong lách quá chìm. Quá trời luôn chìm các bạn. Ôi mình à, tại vì mình à, lách đó các bạn, cái lạng quá cái nó chìm các bạn. Nếu mà mình đừng có lạng thì nó đâu có lật đâu, kiểu mà cục cái cục gạch mình để mình chở cái cục hàng nó không có đồng các bạn, cái mình lắc này nó vô nước chìm. Giờ mình nghiên cứu mình để cục hàng nó đàng hoàng các bạn. Rồi mình sửa cục hàng đàng hoàng rồi, bây giờ mình chạy tiếp nha các bạn. Chìm nhưng mà vẫn chạy được nha các bạn. Đó bây giờ mình chạy khảo khẩm luôn cho các bạn xem nào. Ô ghê chưa, giờ quanh kỹ lại các bạn ơi, không dám quanh gắt. Wow tai nạn các bạn. Wow rồi bây giờ mình chạy tiếp nè. Ô chạy ngập đông luôn các bạn. Nè đã chưa, ôi chú chơi vậy vui không các bạn? Các bạn nào thấy hấp dẫn cho mình một like các bạn. Các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Mình sẽ chơi những cái video liều mạng như vậy các bạn. Các bạn thấy mình lụm lên rồi mình chơi tiếp luôn chứ mình không có kiểm tra gì nữa không? Động cơ vẫn chạy phà bà, một xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem bên trong động cơ của mình là như thế nào nha các bạn. Mình chạy cái gì trống nha các bạn. Ô
Rồi, chim. Ô, các bạn thấy hấp dẫn chưa? Xong luôn. Ủng ủng nha các bạn. Rồi, một cái video nặng mùi tiền các bạn ơi. chim ủng ủng rồi. Chim ngay chỗ này là sâu dữ lắm nha các bạn. Khả năng lụm lên là mệt lắm á. Mình đã kẹp được chiếc tàu rồi. Wow. Wow, chiếc tàu hàng chim. Ôi giời ơi, nước đông, nước đông, nước đông. Tàu hàng đã chim. Còn chạy được nha các bạn. Vẫn còn chạy ok nha các bạn. Chìm chìm mà nhưng mà mình lụm lên vẫn chạy được nha các bạn. Mình không cần phải xúc rửa bình xăng con hay là thay nhớt mới gì nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hấp dẫn thì đừng quên để lại bình luận cho mình hay là subscribe kênh cho mình nghe các bạn. Đây, mình chạy tiếp cho các bạn xem nè. Đó, đã luôn các bạn ơi. Vẫn chạy ngon lành nha. Rồi, mình kết thúc video đây các bạn. Lạnh rồi các bạn ơi, dưới trời chuyển mưa rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha các bạn. Mình chế đồ tùm lum chơi. Giờ trời lạnh này. Ôi. Đây, bữa nay mình giới thiệu cho các bạn cái chiếc thuyền của mình á, mình sửa lại cái phần động cơ các bạn. Thì đây là cái động cơ mình đã chuyển đổi chạy trực tiếp, mình chuyển cho nó qua nó chạy bằng nhông á các bạn. Cái bộ nhông này mình sử dụng là tỷ lệ 1:1:3 nghe các bạn. Ba cái dòng motor thì nó sẽ chạy cho một dòng của cái chân vịt nữa các bạn. Thì mình sẽ dùng một cái cạc đăng liền với một cái cạc đăng mềm nghe các bạn. Cạc đăng cứng với một cái cạc đăng mềm. Và hôm nay mình sẽ chạy với cái pin không phải pin lipo nha các bạn. Pin li-ông các bạn, ba cục pin nè. Mình chơi vô trong cái hộp nè các bạn. Thì mình dùng như vậy thì cái lực của nó mới lớn nha các bạn.